3 nguyên nhân phổ biến gây vô sinh ở nữ giới. 1. Trứng u nang buồng trứng. Bệnh u nang buồng trứng rất khó phát hiện bởi hầu như không có triệu chứng nào rõ ràng. Các triệu chứng như tăng tiết dịch âm đạo, đau bụng, đi tiểu thường xuyên, đau lưng, mệt mỏi, rối loạn kinh nguyệt thường dễ dàng bị bỏ qua hoặc chẩn đoán nhầm. Các nghiên cứu cho thấy trứng u nang buồng trứng có thể ảnh hưởng đến chức năng buồng trứng và có thể dẫn đến tắc nghẽn ống dẫn trứng. Những yếu tố này sẽ gây ảnh hưởng đến thai kỳ. Có những dữ liệu nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ bị u nang buồng trứng có nguy cơ vô sinh cao đến 40%. Thậm chí khi đã có thai, u nang buồng trứng sẽ gây áp lực lên tử cung, dẫn đến sảy thai hoặc sinh non. 2. Hội chứng buồng trứng đa nang. Theo nhiều báo cáo, các bệnh nhân bị hội chứng buồng trứng đa nang trong độ tuổi từ 22 đến 31 chiếm đa số và mang tính di truyền cao. Hội chứng buồng trứng đa nang có biểu hiện rõ ràng là rối loạn nội tiết. Tuy nhiên, có thể sử dụng các loại thuốc điều trị để giảm bớt các triệu chứng rối loạn nội tiết. Các triệu chứng rõ ràng nhất là rối loạn kinh nguyệt hoặc vô kinh, rậm lông, béo phì, không rụng trứng, nội tiết tố nam cao. Hormone kích thích nang suy giảm làm suy giảm chức năng buồng trứng, rụng trứng không thường xuyên hoặc không rụng trứng, kết quả dẫn đến vô sinh. 3. Bệnh lạc nội mạc tử cung. Lạc nội mạc tử cung là một trong những bệnh thường gặp ở phụ nữ. Lạc nội mạc tử cung được chia thành hai loại. Một là triệu chứng ở trong tử cung, hai là ở bên ngoài. Chỉ cơ quan khác ngoài tử cung bao gồm buồng trứng, phúc mạc. Các triệu chứng thường gặp là rong kinh, đau bụng kinh. Nguyên nhân là do lạc nội mạc tử cung có thể gây dính các ống dẫn trứng, ảnh hưởng đến chức năng của ống dẫn trứng hoặc gây tắc nghẽn ống dẫn trứng dẫn đến vô sinh. Lời khuyên: phụ nữ có chồng hoặc trong độ tuổi sinh sản nên kiểm tra phụ khoa thường xuyên, khám vùng chậu. Bỏ những thói quen xấu có hại cho sức khỏe, tránh quan hệ tình dục không lành mạnh, tránh nạo phá thai, uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Ngoài ra, cũng nên chú ý để điều chỉnh cảm xúc, nên giữ thái độ lạc quan và vui vẻ, giữ cơ thể ấm và tránh lạnh trong khi hành kinh, tránh các bài tập thể dục cường độ cao, gây mất sức.